Step 2. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi muôn tiếng hát ca vang lừng. Here we go again. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Yeah, yeah. Đêm Noel, hay đêm Noel, ánh sáng hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chung vang lên, chung giáo đường vang lên. Đêm Noel, hay đêm Noel, ta hãy chúc nhau cầu cười. Ta hãy chúc nhau cầu cười. Ta hãy chúc nhau cầu cười. Cho nhau những câu yêu thương.
Hãy
Bao nhiêu người háo hức nói cười, trẻ con ríu rít hát vang trời.
giáo xứ và các giáo họ. Kính thưa quý cấp chính quyền, quý khách, bạn bè gần xa cùng toàn thể cộng đoàn. Trời cao đóng kín mây ngàn năm, trần thế ngập chìm cảnh tăm tối. Một đêm thiên cung bừng rộng mở, ánh sáng tuôn tràn cảnh nhân gian. Cách đây 2020 năm, vào giữa đêm đông giá rét ấy, Thiên Chúa uy linh đấng vô biên trở lên huyết nhục chốn phàm hèn, đất trời kết nối dây tình ái, vô biên hữu hạn mãi kết duyên. Hang đá Bethlehem, nơi trú ngụ của bò lừa, đã trở thành nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh năm nay, nơi đây tuy không có đèn hoa rực rỡ như chốn đô thị phố phường, nhưng chúng ta sẵn có những cõi lòng đang bừng sáng lửa tình yêu, ngọn lửa do Đức Giêsu chiếu sáng. Tuy tổ chức đơn sơ và khiêm tốn, nhưng đêm canh thức này vẫn được sưởi ấm bởi những tấm lòng rộng mở đón nhận niềm vui Giáng sinh, niềm vui trời đất cùng hòa điệu. Kính chúc cha xứ quý vị một đêm Giáng sinh an lành, thánh đức và đầy tràn ân sủng của Chúa hài đồng. Kính thưa quý vị, để đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh được đầy đủ ý nghĩa và thêm phần long trọng, xin quý cộng đoàn lắng nghe huấn từ của cha xứ chúng con. Xin kính mời cha lên sân khấu cho chúng con đôi lời, và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ngài. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa quý ban hành giáo, kính thưa các quý khách, các quý cấp chính quyền, kính thưa anh em tôn giáo bàn, cách đây 2020 năm, vào giữa đêm đông giá rét tại hang đá Bethlehem, có một tiếng khóc chào đời của một hài nhi bé. Tiếng khóc chào đời của một hài nhi bé nhỏ đó chính là Chúa Giêsu. Và hôm nay, hòa cùng niềm vui chung của toàn thể nhân loại trên hoàn cầu, giáo xứ Thiền Dưỡng tổ chức sinh nhật mừng hoan ca Giáng sinh. Đây là một biến cố vô cùng trọng đại, có 102 trong lịch sử loài người, và là một niềm vui thật lớn lao cho con người, nhất là người Kitô hữu chúng ta. Vì thế, mừng Chúa Giáng sinh hôm nay, chúng ta không chỉ mừng kỷ niệm sinh nhật của Đức Giêsu, còn là dịp để chiêm ngắm tình yêu tuyệt vời và cao cả. Đó là mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Đây chính là thời điểm để chúng ta nhìn lại cuộc hành trình nhập thể và nhập thế của Chúa Giêsu Kitô qua hội thánh của Ngài. Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của năm 2020, hướng về năm 2021. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn chủ đề đồng hành với gia đình trẻ trong đời sống gia đình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đến đem muôn hồng ân xuống cho mỗi người, mỗi gia đình chúng ta, đặc biệt là các gia đình trẻ. Giờ đây, đại diện cho toàn thể bà con giáo xứ Thiền Dưỡng, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ hoan ca Giáng sinh bắt đầu. Dùng hồn ta hãy dọn đường Chúa đi.
ca sĩ Thanh Mì. Thưa quý vị, mỗi mùa Giáng sinh về nhắc nhớ chúng ta một khung cảnh của một mùa đông năm xưa, một vì sao sáng cuối trời, những tiếng hát thiên thần tưng bừng mừng ngôi hai nhập thể làm người. Mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức tiết mục Múa Quạt Mùa Đông năm ấy do nhóm ca đoàn và Mân Côi chị Sở biểu diễn. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để khích lệ chị em ca đoàn ạ. Mừng sinh nhật đấng cứu tinh, mừng sinh nhật đấng vinh.
lớn để khích lệ chị em ạ. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để khích lệ cho tiết mục đặc sắc của các em, của gia đình trẻ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Người đến
tràng pháo tay để khích lệ các chị em gia đình trẻ. Đến một đêm đông giá lạnh, một đêm đông tuyết rơi. Xin giới thiệu với quý vị bài múa Tuyết rơi đêm Giáng sinh do các em nhi đồng Phú Long biểu diễn. Thank you.
tràng pháo tay thật lớn ạ. Kính thưa quý vị, Noel đem lại cho chúng ta thông điệp gì? Đó chính là nội dung tiết mục của các em chị Sở. Mời quý vị đón xem. Gánh thay mọi tội lỗi.
trình với tiết mục Noel Mùa Yêu Thương do các em nhi đồng trị sở biểu diễn. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng các em ạ. Tiếng ca hòa khắp nơi khi mùa Noel
trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả một chương trình rất sôi động của chị em câu lạc bộ Ninh Vân thuộc Tôn Giáo Bản qua điệu nhảy Đêm Nay Noel Về. Xin mời tất cả chị em ạ. Lời thơ kinh mến, ôi đêm đông linh thiêng,
trời giáo hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người và ở cùng ta. Đêm nay lúc em về, này ai chốn u mê, nào mau mau cất bước tìm về ánh huy hoàng. Đêm nay lúc em về, này chân thành cảm ơn nhóm chị em câu lạc bộ Ninh Vân. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Để tỏ lòng cảm ơn các sự nhiệt tình của các chị, xin mời ông Trương Hải nên tặng hoa cảm ơn các chị ạ. Trọng kính cha xứ kính mến, kính thưa quý cộng đoàn, tôi thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Tiền Dương xin được chân thành cảm ơn các nghệ sĩ của Tôn Giáo Bạn đã về chung chia với chúng tôi trong đêm Giáng sinh hôm nay. Giáo xứ có một chút quà xin được tặng cho tất cả chị em trong đoàn, và cũng cầu chúc chị em sang năm mới một mùa Giáng sinh an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin một tràng vỗ tay ạ. Của các em nhi đồng Phú Long biểu diễn, xin mọi người vỗ tay cổ vũ cho các em ạ. Thank you.
xin quý vị một tràng pháo tay lớn cho các em. Sau đây tiết mục Múa tình con yêu Chúa của nhóm Gia đình trẻ Phú Lăng xin được gửi tới quý vị. Xin mời quý vị một tràng pháo tay nữa ạ. Thank you.
tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho chị em ạ. Sau đây, nhóm gia đình trẻ chị Sở xin gửi tới chúng ta một tiết mục múa Chọn Giê-xu Thôi. Xin mời.
phần nhạc ạ. Noel về trong mỗi tâm hồn, trong từng mái ấm gia đình, niềm vui Giáng sinh xin được phép tiếp tục thể hiện qua lời ca, tiếng hát, vũ điệu Tây Nguyên do gia đình trẻ Phú Đăng thể hiện. Thank you.
hồn xưa đã nói rằng ơn ban cho niềm và cho người hiền trí ngay lòng. Thank you.
cho một tràng pháo tay cổ vũ ạ.
Cảm ơn các em thiếu nhi chị sở. Ước gì hồng ân đêm Giáng sinh tuôn ban trên mọi gia đình. Nhóm gia đình trẻ Phú Năng xin gửi tới đến chúng ta tiết mục múa Chúa trong gia đình. Xin mời. Thank you.
cảm ơn chị em gia đình trẻ Phù Lăng ạ. Niềm vui đã vỡ hòa trong tim của mỗi người chúng ta. Lúc này chúng ta đang thật sự cảm nhận thế nào là Thiên Chúa yêu thế gian, nên đã giáng sinh làm người và ở cùng chúng ta để cứu độ nhân loại khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Chúng ta cùng thưởng thức vũ điệu sôi động Tự Hào Là Người Công Giáo do giới trẻ Thiện Dưỡng biểu diễn. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để khích lệ các em. Quên hết nắng lo, hoài vì đây còn có Chúa.
Kính thưa quý vị, chương trình đêm hoan ca Giáng sinh của chúng ta sẽ được kết thúc với việc làm ý nghĩa, đó là hãy thắp nến cầu nguyện. Tất cả chúng ta với những ngọn nến trên tay, hãy thắp sáng lên và cùng hát Thiên Thần Hát Mừng Chúa Giáng Sinh. Merry Christmas! Nguyện chúc quý vị một đêm an lành, thánh đức, một năm mới tràn đầy ân sủng Chúa. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Kính thưa toàn đoàn phục vụ, đêm hoan ca Giáng Sinh hôm nay sẽ trở nên ý nghĩa hơn với mỗi người chúng ta hơn khi mỗi người biết làm một ý nghĩa từ chỉ gì đó cho Chúa. Việc chúng ta làm hôm nay đó là hãy thắp sáng những ngọn nến trên tay quý vị. Chúng ta hãy thắp sáng lên ngọn nến tượng trưng cho cõi lòng bừng cháy của chúng ta. Hãy thắp sáng lên thưa quý vị. Nhớ đến những phút vui ngày nào, giữa tiếng ca vui chào ngày tươi thắm, những sao riêng tôi không nụ cười. Đến hết những phút vui hôm nào mình bên nhau, giữa tiếng hát trẻ thơ ngày nào. Giờ với những ước muốn mong luôn gần người yêu dấu, em yêu nay nơi xa miệt mùi, được xưa còn hiếm. Người xưa giờ đây nơi xa chốn nào, cầu xin trời ban phước lành về. Merry Christmas, and I give you my heart. Always Christmas, from the very first start. Merry Christmas. Wish you a happy new year. Always Christmas, great for me to be here. From the very first start, Merry Christmas. Wish you a happy new year. Always Christmas. Great for me to be here. Merry Christmas, sweetheart. And I give you all my heart. With you, it's always Christmas, even from the very first start. Merry Christmas, Merry Christmas. And I give you my heart, and I give you my heart. Always Christmas, always Christmas, from the very first start. Christmas.
Christmas.